Cả nhà cũng theo camera mình, giờ mình cũng tới cái điểm mới là Trang nó bảo này là Dồ Chư Thần. Điểm này thì nó xông ra chắc nó cũng nhiều người đến đây tham viếng đây. Nhưng mình thấy cái lối này đi chuyển nó thì đi thì cũng thấy bao nhiêu là phải. Nói chuyện này có đi không? Đi cái dốc này cũng ngắn mà. Ở đây cũng có rất là nhiều cô bác đang thổi lên. Mình thì nói chung ra mình cũng muốn thổi đầu xem cái nhỏ. Càng nó hú mình, ôi ôi, vô đây cúng cá đi. Đi tới đâu mình cũng tới đó thôi. Rồi. Mọi người cũng thông cảm cho mình đang quê đeo. Để cúng diễn ở đây cái. Rồi trình ở đây cái. Lấy cái quẹt cho nó. Rồi mình tiếp tục nha cả nhà. Đường đi lên thì nãy mình đi Khang đói chưa Khang ơi? Ở đây hình như là có quán ăn cơm cái gì Khang trên nè. Hả? Trên. Ủa rồi nè. Tộc đó. Ăn lại rồi. Ăn lại rồi mới chơi kìa. Này ảnh tơ la hết đi rồi cũng có người trọ luôn rồi. Cả nhà hình như có lẽ như mình ở trên này mình quay video không được đâu nha, mình xin dừng video ở đây. Ở đây không được, ở đây không được rồi. Rồi mình đi tiếp nha cả nhà. Bây giờ mình đang ở Dồ Chư Thần. Tiếp tục đi xuống dưới này mình cũng chưa biết ha. Ở dưới này gọi là cái gì ha? Khang nó cũng không nhớ cái địa danh này luôn cả nhà. Đi ra đây là nghe nói là cũng dột ông vô gì đó. Để mình đi ra đây tiếp tục coi. Sắp tới rồi đó cả nhà.
đúng không? Mình khi mình đến đồ thiên thần thì cũng phải biết. Còn có một nơi ở đây nữa nghe các bạn. Tuổi khỉ là bao nhiêu tuổi? Cái gì Khang bạn tao giá luôn. Mày là cái gì Khang Nguyễn gì? Nói cho anh đi, tôi hỏi em. Không có. Tại vì nguyên một cái chuyến hành trình này là anh nói mày tao phải giá đầy đủ hơn ba người. Dạ, em con nó không muốn. Tha thứ cho con. Kiểu không phải có tấm lòng mà được rồi, tưởng là con coi quái nó tấm lòng, là cái lòng tốt, nhưng từ nó cục nó mồm nó lấy cái tấm lòng bỏ ra, cái tấm lòng á, mà tưởng là cái tấm lòng của nó lấy lòng ra, có người ta thành thật không, họ không thay chỗ không thành thật, không biết như nào. Cái này nói chung là cũng có người ta mới tới đây ta giếng, có được em bán xuống em mua một đặt nữa để mình bán, có gì lỗi cho nó. Ở dưới kia mấy cái nữa đó. Cái kia mình ở đó thấy là có chuyện ra mà. Ở đây dưới đây có cái này thôi. Chưa đó là cái hàng khổ đó. Trời ơi, mình đã tiếp tục luôn. Cả nhà theo mình nha. Giờ mới vừa cúng một chân dầu trên, bây giờ đi xuống dưới. Đi vô đây kìa hả? Rồi, mình cũng đi vô đây luôn. Càng nó không chỉ thì mình cũng không biết nơi này nha cả nhà.
Ở dưới này thì có nhang. Rồi sau khi mình cũng cúng kiến ở đây thì thôi, mình xin quay ra đây. Khoan đâu? Bà không xuống hả? Hả? Sao không xuống? Đúng đi. Về có đậu sao? Cứ có con. Đậu sáo hả? Thôi mọi người ạ, bây giờ mình xin lùi gót nơi này. Mình cũng về mình giếng điện chư thần ở đây rồi. Về cái gì mình đi về luôn. Không có đi góc nặng thì tắt tay ra về đấy nha. Phải không? Phải ngoài đó được không? Ừ. Đây qua đó kia nè, nó như nó người ta không có góc đi có làm thằng làm đi góc một thằng. À, vậy cũng là cũng góc. Phải không? Vậy nó nhẹ. Rồi. Quay không? Quay không? Không. Không tắt đi. Bây giờ mình đi tắt ra nha cả nhà.